Bấy giờ, cụ thọ thiện hiện thưa Phật: Bạch Thế Tôn, các thiện nam thiện nữ trụ Bồ Tát thường, vì sao không có phương tiện thiện xảo tu hành sáu pháp ba la mật đa mà lại để rơi vào thanh văn hoặc độc giác địa, không chứng quả vị giác ngộ cao tột? Phật dạy: Thiện hiện có các thiện nam thiện nữ trụ Bồ Tát thừa từ sơ phát tâm không có phương tiện thiện xảo, nên khi tu bố thí suy nghĩ như vậy: ta thường hành bố thí, ta bố thí vật này, người kia nhận vật thí của ta. Khi tu tịnh giới suy nghĩ như vậy: ta thường trì giới, ta trì giới này, ta chọn giới này. Khi tu an nhẫn suy nghĩ như vậy: ta thường tu nhẫn, ta nhẫn với người kia, ta chọn nhẫn này. Khi tu tinh tấn suy nghĩ như vậy: ta thường tinh tấn, ta vì đây tinh tấn, ta chọn tinh tấn này. Khi tu tịnh lự suy nghĩ như vậy: ta thường tu định, ta vì đây tu định, ta chọn định này. Khi tu bát nhã suy nghĩ như vậy: ta thường tu tuệ, ta vì đây tu tuệ, ta chọn tuệ này. Lại nữa, thiện hiện các thiện nam thiện nữ trụ Bồ Tát thừa, khi tu bố thí, chấp có bố thí này, chấp do bố thí này, chấp bố thí là ngã sở nên sanh kiêu mạn. Khi tu tịnh giới, chấp có tịnh giới này, chấp do tịnh giới này, chấp tịnh giới là ngã sở nên sanh kiêu mạn. Khi tu an nhẫn, chấp có an nhẫn này, chấp do an nhẫn này, chấp an nhẫn là ngã sở nên sanh kiêu mạn. Khi tu tinh tấn, chấp có tinh tấn này, chấp do tinh tấn này, chấp tinh tấn là ngã sở nên sanh kiêu mạn. Khi tu tịnh lự, chấp có tịnh lự này, chấp do tịnh lự này, chấp tịnh lự là ngã sở nên sanh kiêu mạn. Khi tu bát nhã, chấp có bát nhã này, chấp do bát nhã này, chấp bát nhã là ngã sở nên sanh kiêu mạn. Các thiện nam thiện nữ trụ Bồ Tát thừa này chấp chặt ngã sở nên khi tu bố thí cho đến bát nhã ba la mật đa chỉ tăng trưởng sanh tử, không thể giải thoát các khổ về sanh, vân vân. Vì sao? Vì trong bố thí ba la mật đa không phân biệt như thế, cũng không như kia đã phân biệt. Vì sao? Vì không phải đến mở bên này bên kia là tướng bố thí ba la mật đa, cho đến trong bát nhã ba la mật đa không phân biệt như thế, cũng không như kia đã phân biệt. Vì sao? Vì không phải đến bờ bên này bên kia là tướng bát nhã ba la mật đa. Thiện hiện nên biết các thiện nam thiện nữ trụ Bồ Tát thừa này không biết tướng bờ bên này bờ bên kia, nên không thể nhiếp thọ bố thí tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa. Như vậy cho đến không thể nhiếp thọ trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Do đó nên các thiện nam thiện nữ trụ Bồ Tát thừa này rơi vào thanh văn địa hoặc độc giác địa, không chứng quả vị giác ngộ cao tột. Thiện hiện các thiện nam thiện nữ trụ Bồ Tát thừa không dùng phương tiện thiện xảo như thế, tu hành sáu pháp ba la mật đa nên rơi vào thanh văn địa hoặc độc giác địa, không chứng quả vị giác ngộ cao tột. Cụ thọ thiện hiện lại thưa Phật: Bạch Thế Tôn, thế nào là các thiện nam thiện nữ trụ Bồ Tát thừa do có phương tiện thiện xảo của bát nhã ba la mật đa sâu xa hộ trì nên đủ các công đức, không rơi vào thanh văn và độc giác địa, mau chứng quả vị giác ngộ cao tột? Phật dạy: Thiện hiện có các thiện nam thiện nữ trụ Bồ Tát thừa từ sơ phát tâm lìa chấp ngã sở tu hành bố thí cho đến bát nhã ba la mật đa sâu xa. Các thiện nam thiện nữ này khi tu bố thí không suy nghĩ: ta thường hành bố thí, ta bố thí vật này, người kia thọ vật thí của ta. Khi tu tịnh giới không suy nghĩ: ta thường trì giới, ta trì giới này, ta đủ giới này. Khi tu an nhẫn không suy nghĩ: ta thường tu nhẫn, ta nhẫn với kia, ta đủ nhẫn này. Khi tu tinh tấn không suy nghĩ: ta thường tinh tấn, ta vì đây tinh tấn, ta đủ tinh tấn này. Khi tu tịnh lự không suy nghĩ: ta thường tu định, ta vì đây tu định, ta đủ định này. Khi tu bát nhã không suy nghĩ: ta thường tu tuệ, ta vì đây tu tuệ, ta đủ tuệ này. Lại nữa, thiện hiện các thiện nam thiện nữ này khi tu bố thí không chấp có bố thí, không chấp do bố thí này, không chấp bố thí là ngã sở. Khi tu tịnh giới không chấp có tịnh giới, không chấp do tịnh giới này, không chấp tịnh giới là ngã sở. Khi tu an nhẫn không chấp có an nhẫn, không chấp do an nhẫn này, không chấp an nhẫn là ngã sở. Khi tu tinh tấn không chấp có tinh tấn, không chấp do tinh tấn này, không chấp tinh tấn là ngã sở.
Khi tu tịnh lự, không chấp có tịnh lự, không chấp do tịnh lự này, không chấp tịnh lự là ngã sở. Khi tu bát nhã, không chấp có bát nhã, không chấp do bát nhã này, không chấp bát nhã là ngã sở. Các thiện nam thiện nữ này không theo chấp ngã ngã sở, nên việc làm bố thí cho đến bát nhã ba la mật đa, suy giảm sanh tử, mong được giải thoát các khổ về sanh, vân vân. Vì sao? Vì trong bố thí ba la mật đa không phân biệt như thế nên không thể khởi chấp này. Cho đến trong bát nhã ba la mật đa cũng không phân biệt như thế, không thể khởi chấp này. Vì sao? Vì xa lìa vào bên này bên kia là tướng bố thí ba la mật đa cho đến tướng bát nhã ba la mật đa. Thiện hiện nên biết, các thiện nam thiện nữ trụ Bồ Tát thừa này khéo biết tướng bờ bên này bờ bên kia, nên thường nhiếp thọ bố thí tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa. Như vậy cho đến thường nhiếp thọ trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Do đó nên các thiện nam thiện nữ trụ Bồ Tát thừa này không rơi vào thanh văn và độc giác địa, mau chứng quả vị giác ngộ cao tột. Cụ thọ thiện hiện lại thưa Phật: Bạch Thế Tôn, các thiện nam thiện nữ trụ Bồ Tát thừa, làm thế nào để có phương tiện thiện xảo tu hành sáu pháp ba la mật đa nên không rơi vào thanh văn và độc giác địa, mau chứng quả vị giác ngộ cao tột? Phật dạy: Thiện hiện, có các thiện nam thiện nữ trụ Bồ Tát thừa, từ sơ phát tâm đã có phương tiện thiện xảo. Khi tu bố thí không suy nghĩ, ta thường hành bố thí, ta bố thí vật này, người kia nhận vật ta bố thí. Khi tu tịnh giới không suy nghĩ, ta thường trì giới, ta trì giới này, ta thành tựu giới này. Khi tu an nhẫn không suy nghĩ, ta thường tu nhẫn, ta nhẫn với kia, ta thành tựu nhẫn này. Khi tu tinh tấn không suy nghĩ, ta thường tinh tấn, ta vì đây tinh tấn, ta thành tựu tinh tấn này. Khi tu tịnh lự không suy nghĩ, ta thường tu định, ta vì đây tu định, ta thành tựu định này. Khi tu bát nhã không suy nghĩ, ta thường tu tuệ, ta vì đây tu tuệ, ta thành tựu tuệ đây. Lại nữa thiện hiện, các thiện nam thiện nữ trụ Bồ Tát thừa này, khi tu bố thí, không chấp có bố thí, không chấp do bố thí này, không chấp bố thí là ngã sở, cũng không kiêu mạn. Khi tu tịnh giới, không chấp có tịnh giới, không chấp do tịnh giới này, không chấp tịnh giới là ngã sở, cũng không kiêu mạn. Khi tu an nhẫn, không chấp có an nhẫn, không chấp do an nhẫn này, không chấp an nhẫn là ngã sở, cũng không kiêu mạn. Khi tu tinh tấn, không chấp có tinh tấn, không chấp do tinh tấn này, không chấp tinh tấn là ngã sở, cũng không kiêu mạn. Khi tu tịnh lự, không chấp có tịnh lự, không chấp do tịnh lự này, không chấp tịnh lự là ngã sở, cũng không kiêu mạn. Khi tu bát nhã, không chấp có bát nhã, không chấp do bát nhã này, không chấp bát nhã là ngã sở, cũng không kiêu mạn. Các thiện nam thiện nữ trụ Bồ Tát thừa này không theo chấp ngã ngã sở, nên việc tu bố thí cho đến bát nhã ba la mật đa làm suy giảm sanh tử, mau được giải thoát các khổ về sanh, vân vân. Vì sao? Vì trong tướng bố thí ba la mật đa không phân biệt như thế, cũng không như tướng kia đã phân biệt. Vì sao? Vì không phải đến bờ bên này bờ bên kia là tướng bố thí ba la mật đa, cho đến trong tướng bát nhã ba la mật đa không phân biệt như thế, cũng không như kia đã phân biệt. Vì sao? Vì không phải đến bờ bên này bờ bên kia là tướng bát nhã ba la mật đa. Thiện hiện nên biết, các thiện nam thiện nữ trụ Bồ Tát thừa này khéo biết tướng bờ bên này bờ bên kia, nên thường nhiếp thọ bố thí tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa, cho đến thường nhiếp thọ trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Do đó nên các thiện nam thiện nữ trụ Bồ Tát thừa này không rơi vào thanh văn và độc giác địa, mau chứng quả vị giác ngộ cao tột. Thiện hiện, các thiện nam thiện nữ trụ Bồ Tát như thế có phương tiện thiện xảo tu hành sáu ba la mật đa nên không rơi vào thanh văn và độc giác địa, mau chứng quả vị giác ngộ cao tột.